có lẽ đó là cú sút thẳng, không phải tình huống căng thẳng. Quả dứt điểm rất đáng nhất của Minh Phượng, cú đá hơi nhẹ của Minh Phượng và đã không thể đánh bại được Trung Thành Lò Văn Vũ. Trung Anh, Trung An, đó là tiền hay chứ không phải là Trung Anh. Bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ xứ kia và cú đá rất hay của Nam Cầu Gạo và Tiến Anh. Đợt lòng cực kỳ đẳng cấp của Tiến Anh và đánh bại hoàn toàn Trung Thành Hoàng Hoàng Tuấn. Ngay lập tức cao thủ FC Net có một cơ hội thì họ không sở hữu nhiều những ngôi sao giống như là cao thủ siêu kỳ hè, nhưng đây là một bóng có tinh thần tốt. Rất hay, một pha phối hợp rất tốt đến từ các cầu thủ Net và bàn thắng quân bình tỷ số cho trận đấu ngày này. Tình huống phối hợp tạm giác tuyệt vời, người đã khai nguồn cho pha bóng này đó là Văn Mạnh, đội trưởng Văn Mạnh có một đường truyền chọc khe tuyệt vời, sau đó là Văn Kiến Tạo đến với vị trí của Văn Sao, và người đã kết thúc pha bóng này là Ngô Minh Vượng.